Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 13 giờ tức là 1 giờ chiều của ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022. Vừa qua thì rất nhiều bác khi mà ủng hộ Putin tiến đánh Ukraine, chia sẻ các bác là thế. Và một số khác thì ủng hộ phương Tây rồi vân vân vân. Rất nhiều người. Và thậm chí rằng có những cái vị tướng đã nghỉ hưu của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an. Ví dụ như là tướng Cương, tôi hay thấy mọi người là cứ bảo rằng là anh phải nghe tướng Cương đi, anh phải nghe tướng Cương đi. Thì xin phép với các bác rằng là tôi vào nghe đầy đủ và tôi không đồng ý với tướng Cương. Tôi đã thể hiện rất rõ cái quan điểm của mình ở trong cái cuộc chiến liên quan tới Ukraine và Nga này và Putin này. Tôi đã nói rất rõ Ukraine là một cô gái ngây thơ. Tôi đã nói rất rõ phương Tây là một cái kẻ đạo đức giả và hưởng lợi. Tôi cũng đã nói rất rõ Putin là một kẻ xâm lược. Không gì có thể bào chữa được Putin là một kẻ xâm lược và đã xâm lược đất nước Ukraine, đúng không ạ? Và cái quan trọng rằng là chúng ta ứng xử thế nào ở trong cái chỗ này. Báo cáo các bạn là như thế. Hôm nay rất tuyệt vời khi mà tôi đọc được một cái bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ, một cái bài có thể nói rằng là rất hay nha các bác. Và tôi sẽ trích dẫn nguyên văn để các bác hiểu rằng là bài phỏng vấn này đã phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và là người con nhà Tông nha các bác. Đây là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong một quãng thời gian rất dài và có nhiều thông tin, bởi vì là cũng là chủ nhiệm của Tổng cục 2, nghĩa là Tổng cục Tình báo. Cho nên Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có một bài phát biểu và có một bài phỏng vấn mà các bác có thể thấy rằng là rất đúng trong cái thời cuộc. Và đây là một vấn đề mà tôi đã chia sẻ rất nhiều lần. Nó không phải là cái câu chuyện rằng là có thì có, không có thì thôi, vân vân. Và nó chẳng ảnh hưởng gì Việt Nam cả, xin lỗi các bác. Ảnh hưởng cực kỳ lớn. Ảnh hưởng cực kỳ lớn, cho nên nó không phải đơn giản là các bác ủng hộ Ukraine hay là ủng hộ phương Tây, Hoa Kỳ hay là ủng hộ Putin, mà chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta đang ở đâu, vị thế nào và cái việc này là lợi hay là hại. Bởi vì một cái sự ủng hộ của các bác thôi là đôi khi chúng ta bị chia rẽ ở trong chính cái vấn đề này, vấn đề nội tại của đất nước. Tôi sẽ xin trích dẫn nguyên văn cho các bác một cái bài, đó chính là xung đột Ukraine-Nga và không có bên nào thắng cả. Theo lời của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Tôi trích dẫn nguyên văn bởi vì nội dung và nội hàm của từng câu và từng câu trả lời và từng câu hỏi phải nói rằng là rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi vào từng câu một nha. Đây là các bác có thể nhìn thấy này. Đó. Các bác có thể nhìn thấy rằng là bài này của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh này. Đó. Và có rất nhiều điều ở đây, tôi xin chia sẻ các bác. Chúng ta sẽ trích nguyên văn đây các bác. Bài này là một bài mà phải nói rằng là bố cục cũng rất đẹp. Bố cục cũng rất đẹp. Không bên nào thắng, đó là tiêu đề. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trò chuyện với phóng viên Tuổi Trẻ xung quanh tình hình chiến sự Nga-Ukraine, sự can dự của các bên, dự báo kết cục của xung đột và Việt Nam cần làm gì trong bối cảnh này. Rất chuẩn. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine thời điểm này là một sự kiện lạ thường xảy ra trong một thế giới hiện đại giữa kỷ nguyên hội nhập và toàn cầu hóa. Đây là một bất ngờ với cả thế giới, dù trước đó có thể có rất nhiều thuyết âm mưu. Và chiến dịch quân sự thì tạo ra một tiền lệ rất xấu. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói, cuộc đối đầu quân sự và các diễn biến tại Ukraine mang tính cục bộ, nhưng đã nhanh chóng được đẩy lên phạm vi toàn cầu. Bởi xét trên bình diện quốc tế, cuộc chiến tranh đều gây ảnh hưởng đến ổn định, hòa bình, chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế vân vân. Với Việt Nam thì cần làm rõ, trước hết hòa bình thế giới bị đe dọa, tức là hòa bình Việt Nam bị đe dọa. Vì vậy, nhìn nhận
Việc này trước hết thì phải dựa trên nguyên tắc luật pháp, đạo lý và hòa bình thế giới, nhưng mục đích rất rõ ràng là phải dựa trên lợi ích của chính Việt Nam ta. Câu hỏi: với Việt Nam, cả Nga và Ukraine đều là những người bạn truyền thống, nên mỗi người chúng ta thì đều rất không vui trước tình hình xung đột, chiến sự hiện nay. Các nước can dự vào xung đột này cũng đều là bạn bè, đối tác của Việt Nam. Vậy chúng ta phải đứng về bên nào, lựa chọn cách ứng xử nào? Thượng tướng trả lời: một câu hỏi được đặt ra trong những ngày qua là ai đúng, ai sai trong cuộc xung đột này và liệu nó sẽ đi về đâu? Các xung đột trực tiếp và các bên can dự đều viện dẫn lý lẽ của mình. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân để xung đột leo thang như hiện nay không có bên nào đúng hoặc sai tuyệt đối, nhưng rõ ràng chiến dịch quân sự này tạo ra tiền lệ xấu trong việc sử dụng sức mạnh quân sự trong quan hệ quốc tế, hòa bình thế giới bị đe dọa. Nhưng kết cục của cuộc chiến sẽ đi về đâu, ai sẽ thắng? Cá nhân tôi cho rằng cả Nga và Ukraine đều không có bên nào thắng. Hỏi: hai bên đã ngồi vào vòng đàm phán, nhưng súng vẫn nổ. Mỹ và một số đồng minh viện trợ vũ khí cho Ukraine, trong lúc Tổng thống Putin ra lệnh đặt lực lượng răn đe vũ khí hạt nhân của Nga vào tình trạng cảnh giác cao. Theo ông, có những nguy cơ gì trong thời gian tới? Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời: rõ ràng phải lo ngại chứ, khi hàng ngày hàng giờ số người chết và bị thương thì cứ tăng lên. Đặc biệt là khi Tổng thống Putin lệnh cho quân đội Nga đưa lực lượng phản ứng chiến lược lên mức cảnh giác cao. Ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là lời đe dọa, nhưng đã làm cộng đồng quốc tế đặc biệt quan ngại, bởi việc sử dụng vũ khí hạt nhân lẽ ra không được có trong suy nghĩ của lãnh đạo các quốc gia sở hữu thứ vũ khí hủy diệt này, chứ không phải là thể hiện ra bằng lời nói và được lặp đi lặp lại không chỉ một lần. Ở phía ngược lại, Mỹ và một số quốc gia viện trợ vũ khí cho Ukraine trong tình hình hiện nay là sai lầm, và có thể đằng sau nó là một âm mưu sâu xa, bởi nó chẳng khác nào là đổ thêm dầu vào lửa. Tôi đặt ra câu hỏi: hàng tỷ đô la viện trợ vũ khí của phương Tây và Mỹ cho Ukraine hiện nay đang và sẽ nằm trong tay ai? Quân đội chính quy của Ukraine thì đã rõ. Nhưng nên nhớ, lực lượng xung kích và thiện chiến nhất tại Ukraine hiện nay thường được gọi là các binh đoàn dân quân tự vệ, có nòng cốt là các nhóm cực hữu, phân biệt sắc tộc rất manh động, được bổ sung thêm một số tù binh hình sự được thả để đổi mạng người, lấy tự do. Phía bên kia là các đơn vị bán vũ trang và lính đánh thuê ở miền Đông do Nga hậu thuẫn. Thử hỏi, khi cuộc chiến tranh đã đi qua, những vũ khí hiện đại đó nằm trong tay các nhóm vô chính phủ thì sẽ được sử dụng như thế nào? Và phải chặn nguy cơ thế giới phân cực này. Chiến sự Nga-Ukraine thì không thể kéo dài mãi, phải có kết cục. Điều nhiều người lo ngại là cuộc chiến này dù có kết cục như thế nào đi nữa, thì sau đó thế giới cũng bị biến đổi sâu sắc bởi cấu trúc an ninh toàn cầu sẽ thay đổi. Ông bình luận gì? Đúng như vậy, tôi đã nói, tôi cho rằng cuộc chiến này Nga và Ukraine sẽ không có bên nào thắng. Chúng ta nhớ lại, năm 1979, Liên Xô đưa quân sang Afghanistan vào thời điểm đó, mọi chuyện tưởng chừng như đã an bài nếu so sánh sức mạnh quân sự của hai bên. Nhưng sau 10 năm xa lầy, Liên Xô phải quay về trong thế yếu và đó là một nhân tố góp phần làm cho Liên Xô sụp đổ. Nước Nga cần nhớ lại bài học này để có thể ngồi vào bàn đàm phán. Theo tôi, chiến sự tại Ukraine hiện nay khó có khả năng lan rộng bởi không ai muốn nó lan rộng, kể cả Nga. Tuy vậy, nếu các bên thiếu kiềm chế, không chỉ Nga, Ukraine mà cả các quốc gia can dự nữa, thì nguy cơ từ chiến tranh mở rộng, cộng hưởng với chiến tranh kinh tế, chính trị, tạo ra phân cực thế giới thì mới là vấn đề có thể bị đẩy đi xa hơn, rộng hơn, xấu hơn rất nhiều. Điều chúng ta lo ngại là cuộc chiến này có thể dẫn tới một hệ lụy xấu đối với tương lai của thế giới khi cấu trúc an ninh hiện tại bị phá vỡ, một trật tự thế giới đa cực có thể bị biến đổi thành hai phe. Nếu như vậy, nguy cơ đối đầu dai dẳng và nguy hiểm. Cho nên,
Tất cả những gì chúng ta mong muốn và cần phải hành động là ngăn chặn kết cục xấu ấy, ngăn chặn nguy cơ phân cực của thế giới một lần nữa. Hỏi: muốn tránh nguy cơ nguy hiểm này thì chỉ có một con đường, đối thoại, đối thoại và đối thoại. Trả lời: cho dù cuộc chiến có kết cục thế nào đi nữa thì Nga và Ukraine đều có những tổn hại về phía mình. Nga phải bỏ chi phí rất lớn để thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, lại phải chịu các đòn trừng phạt kinh tế của EU, Mỹ và đồng minh. Về đối ngoại, nước Nga sẽ có một kẻ thù ở sát nách thay vì một người anh em hay một nước láng giềng truyền thống. Hơn thế nữa, uy tín và đoàn kết quốc gia thì sẽ bị tổn hại vô cùng nặng nề và lâu dài. Còn Ukraine thì sẽ tan nát sau cuộc chiến và trước mắt là một tương lai lệ thuộc, mất ổn định, xung đột, thậm chí là nội chiến lâu dài. Nhiều chuyên gia có chung nhận định rằng, hưởng lợi từ sau sự kiện này, cả trước mắt và lâu dài là những nước lớn không trực tiếp tham gia xung đột, đang đứng ngoài, tọa sơn quan hổ đấu. Con đường đối thoại là đương nhiên, nhưng cách nào để có được đối thoại thực chất trên cơ sở tôn trọng lợi ích, nhân nhượng lẫn nhau trên cơ sở luật pháp quốc tế, mà trong cuộc chiến này, yếu tố đó hình như không được coi trọng cho lắm. Nên cần có nhiều tiếng nói ở các góc độ khác nhau với các bên tham gia, trong đó có đa phương, có song phương. Nói cho gọn, tất cả các bên, trước hết là Nga và Ukraine, rồi đến các quốc gia can dự vào cuộc xung đột này, nhất là Mỹ và EU, thì đều phải quay xe, lùi lại, tức là đều phải nhân nhượng. Nhưng phải để cho mọi quốc gia đều phải giữ được thể diện, tức là không có người thắng, kẻ thua, mà là cùng thắng. Người thắng thực sự là hòa bình. Nếu các bên không cùng nhau đảm bảo yêu cầu này, đàm phán sẽ thất bại. Cũng đừng chờ đợi vào công thức người thắng trên chiến trường là người sẽ có tiếng nói cuối cùng trên bàn đàm phán như đã từng diễn ra trong quá khứ. Vậy công thức nào? Không khó có thể nhìn ra, đó là ngừng bắn ngay lập tức các đoàn quân về bên kia biên giới, ngừng ngay viện trợ quân sự cho tất cả các bên, các khu vực tranh chấp như Crimea, Donbass giữ nguyên hiện trạng, hai nước sẽ đàm phán trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, Ukraine trung lập, 3-0 đối với tất cả các bên. Tôi muốn nhắc lại, muốn hạ nhiệt ở Ukraine cần chọn công thức không chỉ có... nước thất bại, bởi trong cuộc xung đột này, Nga là nước lớn, các bên can dự như là Mỹ, EU cũng vậy, sẽ không bên nào chấp nhận thất bại. Còn nếu Ukraine thất bại, thì công lý thất bại, hòa bình thế giới thất bại, và đây là điều không ai chấp nhận. Và Thiếu tướng Phó Giáo sư Đoàn Hùng Minh là nguyên Phó Chủ tịch Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc phòng thì nói thế này: xung đột thì sẽ tạo ra tình huống mới trong trật tự an ninh toàn cầu. Đó. Đối với cuộc xung đột Ukraine, cho dù cuộc chiến có kết cục thế nào đi nữa, thì Nga và Ukraine thì đều bị tổn thất to lớn. Nga phải bỏ chi phí rất lớn để thực hiện chiến dịch quân sự, v.v. này. Đó. Lại phải trừng phạt kinh tế. Đó. Một khi hai bên đã cầm súng đánh nhau thì thù hận sẽ rất khó xóa trong các thế hệ kế tiếp. Mà đây thì lại là hai dân tộc có chung cội nguồn, văn hóa, lịch sử. Tôi thấy có một số chuyên gia quốc tế có chung nhận định rằng hưởng lợi từ sự kiện này cả trước mắt và lâu dài thì là Mỹ, phương Tây và Trung Quốc. Điều chúng ta cần quan tâm hơn không phải là bên nào đúng hay bên nào sai, mà là khi chiến sự kết thúc thì sẽ tạo ra một tình thế rất mới mẻ trong trật tự an ninh toàn cầu và chắc chắn sẽ làm nảy sinh rất nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ cho các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam những năm sắp tới. Đây là thách thức quan trọng nhất mà Việt Nam phải tính toán và đối mặt để không bao giờ cho phép xảy ra những vấn đề tương tự trên đất nước chúng ta. Và cái phần cuối là Việt Nam có thể làm gì? Thì tiếp tục phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh như sau. Hỏi: theo ông, cuộc xung đột này ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam và chúng ta cần hành động gì để đóng góp vào thiết lập lại hòa bình? Thượng tướng trả lời: rõ ràng là tình hình đã ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực và ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến Việt Nam. Đây mới là thách thức quan trọng mà Việt Nam phải tính toán và đối mặt
để không bao giờ cho phép xảy ra những vấn đề tương tự trên đất nước chúng ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị ngoại giao mới đây đã nhận định rằng trong tình hình thế giới hiện nay là một quốc gia có trách nhiệm, chúng ta cần phải căn cứ vào vị thế của đất nước để có tiếng nói phù hợp, đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh thế giới và đó cũng là lợi ích của Việt Nam. Đồng thời, cần rất chủ động để xúc tiến các bước đi ngoại giao nhằm phục vụ cho lợi ích quốc gia, dân tộc, đó chính là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Chúng ta không thể đứng ngoài sự việc này bởi trước hết Nga và Ukraine đều là bạn của Việt Nam. Những bên can dự vào đều là đối tác của chúng ta. Việt Nam chúng ta có 3 thế mạnh để có thể tham gia, đóng góp, giúp tạo lập hòa bình. Thứ nhất, chúng ta đã chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để kiến lập nền hòa bình bền vững cho đất nước. Thứ hai, chúng ta cũng có kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề tranh chấp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nhưng vẫn giữ được hòa bình. Trong hơn 1/4 thế kỷ qua, sóng gió như vậy nhưng Việt Nam vẫn giữ được toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ được độc lập tự chủ và những gì chúng ta đang có, đồng thời giữ được hòa bình. Thứ ba, chúng ta có quan hệ đa phương rộng rãi với hầu hết các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Đó là thế mạnh mà chúng ta phải tận dụng để đóng góp cho hy vọng hòa bình ở Ukraine trong cái sự bình đẳng, phù hợp luật pháp quốc tế và đó cũng chính là lợi ích của Việt Nam. Đây. Như ông phân tích, chúng ta đều là bạn của Nga và Ukraine. Vậy khi hai người bạn xảy ra xích mích thì chúng ta nên hành động thế nào cho phù hợp trong lúc này? Tôi lại nhớ đến câu nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngoại giao phải chân thành. Chúng ta cần chân thành, thẳng thắn, nêu ý kiến với tất cả bạn bè, đối tác để đóng góp hòa bình. Theo tôi, với nước Nga, một người bạn truyền thống từng giúp đỡ nghĩa tình cho Việt Nam, chúng ta ủng hộ Nga là một cường quốc trên thế giới, ủng hộ bảo đảm an ninh của nước Nga trong nội địa và không bị uy hiếp ngoài biên giới, không đồng tình với các lệnh trừng phạt kinh tế, bao vây, cấm vận áp đặt đến nước Nga. Nhưng đồng thời cũng phải góp ý với nước bạn, trước hết là không đồng tình khi chủ quyền lãnh thổ các nước không được tôn trọng theo luật pháp quốc tế, bất luận là hình thức nào. Với việc dùng chiến tranh hoặc sức mạnh để giải quyết tranh chấp là không thể chấp nhận, chúng ta cũng không đồng tình khi cuộc chiến này sẽ tạo ra các tiền lệ xấu trong quan hệ quốc tế. Với Ukraine, chúng ta ủng hộ người bạn của mình bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ danh dự quốc gia. Chúng ta chân thành mong muốn Ukraine hòa bình, không bị áp đặt bởi chính trị cường quyền, không phải chịu đựng chính sách ngoại giao pháo hạm của nước lớn. Chúng ta phản đối bất cứ hình thức áp đặt chiến tranh cho Ukraine, kêu gọi hòa bình, ổn định cho người dân. Tuy nhiên, cũng cần góp ý với các bạn Ukraine về việc để đất nước mình trở thành nơi xung đột quyền lực của các nước lớn là rất không ổn. Thêm vào đó, khi sống cạnh nước lớn mà anh lại định đem sức mạnh quân sự để đối đầu với họ thì là hạ sách. Cũng cần góp ý với bạn về việc không nên nghiêng về bên nào. Việt Nam có thể chia sẻ với bạn bài học 3-0 trong chính sách quốc phòng. Đó chính là không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ nước mình để chống lại nước thứ ba. Và tôi vẫn đang hy vọng và cầu nguyện cho hòa bình. Đây là một bức ảnh rất hay. Trên đây thì là toàn vẹn bài phỏng vấn của Thượng tướng, của báo Tuổi Trẻ dành cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Các bác có thể thấy rằng là nó cũng tương đối với những quan điểm của Trang Trang TV từ khi mà chiến sự Ukraine tới nay. Nhưng qua đó để chúng ta thấy rằng là chúng ta phải thật cẩn trọng. Đây là vấn đề nước lớn chứ không phải vấn đề chọn phe. Chúng ta cứ tiếp tục một cái tư duy rằng là đổ lỗi bên nọ, đổ lỗi bên kia thì rất là hỏng. Và các bác có thể thấy rằng là Putin là một nước lớn nhưng xâm lược Ukraine, xé bỏ những cái luật pháp quốc tế thì nó tạo ra một cái tiền lệ rất xấu. Đó, đúng không ạ? Đừng có bao biện cho việc đó bằng bất cứ giá nào. Còn với Ukraine, để mình rơi vào tình huống này là rõ ràng không ổn rồi. Có thể nói rằng là ngây thơ.
Còn về phía của phương Tây thì đúng là những kẻ mà có thể nói rằng là tương đối đạo đức giả. Và thay vì mà làm cái nọ làm cái kia thì họ đang muốn kéo dài cái cuộc chiến này để mà làm suy kiệt ngay cả nước Nga. Và họ đâu có quan tâm gì tới Ukraine. Cô gái ngây thơ thì bị chàng trai phương Tây lừa, thế thôi. Đúng không ạ? Vui vẻ như vậy thôi nha các bác. Các bác suy nghĩ gì về bài phỏng vấn này thì các bác có thể để lại bình luận. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.